Ok. Hello các anh em nhà tới mát, rất là lâu rồi chúng ta mới lại được gặp nhau trong bản tin Tech Daily có đúng không nào? Và hôm nay quay trở lại thì Tech Daily sẽ mang đến cho các anh em những thông tin thú vị nào đây? Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé. Đầu tiên thì Quỳnh muốn thông báo với các anh em nhà Tech Mát, đặc biệt là những anh em nào đang dùng mạng Viettel về một chương trình khuyến mãi của Viettel đang được đông đảo người dùng quan tâm. Nội dung chi tiết về khuyến mãi này như sau: khách hàng sẽ có cơ hội nạp tiền và nhận thêm 50% giá trị thẻ nạp Viettel khi mà nạp tiền điện thoại vào một ngày duy nhất nữa, đó chính là ngày 28 tháng 2 năm 2018, tức là thứ tư sắp tới nè. À, có nghĩa là ngày mai đó. Và các bạn cũng lưu ý là đây là cơ hội nhận khuyến mãi 50% cuối cùng của nhà mạng này rồi nha. Sau ngày mai thì các bạn sẽ không còn được nhận khuyến mãi 50% nữa, mà chỉ có thể nhận được những khuyến mãi thấp hơn như là 20 hoặc là 10% mà thôi. You gonna miss your mom? No. No? Và chắc các bạn cũng nhớ là rất lâu về trước chúng ta đã phải giả từ với khuyến mãi 100% rồi, có đúng không nào? Và giờ đây thì chúng ta phải tạm biệt luôn khuyến mãi 50%. Cho nên anh em nào đang dùng Viettel thì hãy cố gắng tranh thủ nạp tiền để mà hưởng thụ được ưu đãi 50% cuối cùng này nhé. Chắc là chiều nay mình phải nạp vài triệu cho điện thoại của mình thôi. Và tin tiếp theo của chúng ta sẽ là về một cuộc bán thân tỷ đô. Và cô gái trong vụ bán thân này chính là Qualcomm. Và người mua không ai xa lạ đó chính là Qualcomm, người đã để ý cô nàng Qualcomm từ lâu. Nói tới thương vụ này thì thực sự đã có rất là nhiều cái diễn biến và nhiều cuộc đàm phán rồi. Và mới đây thì Qualcomm đã hạ mức giá đề nghị xuống từ 120 tỷ đô xuống còn 117 tỷ đô. Nhưng mà cái giá này chỉ là bề nổi của tảng băng thôi, còn phần chìm thì vào ngày 6 tháng 3 sắp tới, cổ đông của Qualcomm sẽ bỏ phiếu bầu hội đồng quản trị mới với 11 ghế. Mà Qualcomm lại là một trong những cái cổ đông lớn và đã đưa ra danh sách đề cử với 6 người của mình. Tuy nhiên trước đó thì vào ngày 14 tháng 2, đúng là ngày lễ tình nhân luôn nha các bạn, thì hai bên này cũng đã có đàm phán kín với nhau rồi. Trong cuộc đàm phán này thì Qualcomm đã đưa ra đề nghị là sẽ chịu bán mình với giá là 160 tỷ đô, quá dữ. Và nếu như mà Qualcomm thất bại trong vụ giành ghế hội đồng quản trị thì khả năng rất cao là phải chấp nhận bỏ ra cái con số đắt đỏ này nếu như mà muốn thâu tóm Qualcomm. Và nếu thật sự như vậy thì đây sẽ là một cái thương vụ có giá trị kỷ lục trong lịch sử ngành công nghệ luôn. Các bạn nghĩ bên nào sẽ thắng đây? S9, S9 Plus đang là cái tên được nhắc đến rất là nhiều trong những ngày gần đây khi mà nó xuất hiện tại MWC 2018. Và để chào đón sự xuất hiện này thì đối thủ lớn nhất của Samsung, Apple, đã tung ra tận 5 cái quảng cáo mới luôn, quá hoành tráng. Trong cả 5 cái quảng cáo này thì hầu hết đều có một cái điểm chung, đó là chúng ta sẽ nhìn thấy màn hình được chia ra làm hai phần, một bên là Your Phone, còn một bên là iPhone. Và tất nhiên chúng ta sẽ thấy được những cái sự so sánh mà iPhone muốn gửi gắm ở đây. Và đây chúng ta hãy cùng nhau xem những cái quảng cáo này nha. Và cái đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là một người đàn ông đang cố gắng ném cái ly nước của mình về phía iPhone nhưng mà không được. Có thể thấy ý Apple muốn nói ở đây đó là iPhone thì không có pha rác và các ứng dụng khác thì không thể nào tạo pha rác trên iPhone được. Còn cái quảng cáo này có thể dễ dàng thấy được rồi, vì Apple cũng đã nói thẳng luôn rồi, đó là khi mà chúng ta chuyển qua iPhone thì mọi việc nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và các bạn cũng sẽ được hỗ trợ tốt hơn khi mà chuyển từ điện thoại khác qua iPhone, theo những gì mà Apple nói trong cái quảng cáo này đây. Còn đây chắc chắn là một cái quảng cáo khoe về cái độ an toàn của iPhone rồi. Và clip quảng cáo này chính là clip cuối cùng và cũng là clip khác nhất cũng như là dài nhất luôn. Nó như là một cái, mình thấy nó giống như là một cái clip hướng dẫn sử dụng vậy đó. Nó hướng dẫn cách mà để cho người dùng chỉnh sửa màu sắc cho ảnh trên iPhone luôn. Và theo clip thì chúng ta thấy là chỉ còn 3 bước thôi, chúng ta đã có một cái bức ảnh đẹp với màu sắc rực rỡ luôn rồi. Đó là 5 cái clip quảng cáo mới nhất của Apple mà mình thấy là cái mô típ quảng cáo này có hơi quen thuộc quá rồi. Nhưng mà được cái là nó xúc tích và đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề luôn. Còn các bạn thấy sao về những cái clip quảng cáo này cũng như là nghĩ gì về những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Còn bây giờ thì Như Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin khác của Tech Mắt. Bye bye.